Anh em đã không? Lâu lâu khoe anh em đồ chơi nè. Olin mới được ông anh tặng á. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Cho anh em coi hiệu dầu nè. Quá đã luôn nè. Sơn chrome. Thèm không? Thèm không? Thèm. Gắn vô gì không? Ông lấy ông gắn vô gì? Đó, quá đẹp không? Keng sà beng liền. Thôi, vào vấn đề chính, quên. Quay cho ông anh ở dưới tỉnh. Cái anh này là anh để coi tên ảnh coi. Quên tên bà rồi. Thì ảnh ở dưới tỉnh nha, ảnh cọc mình à. Ảnh nhờ người qua đem xe xuống để mình chờ tên ảnh. Là anh ảnh tên Việt Nguyên đúng không? Nguyễn Quốc Việt đó. Thì bây giờ anh ở xa quá, thời buổi công nghệ hiện đại mà anh em, thì mình quay clip ảnh hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng, tại anh mới tập chơi xe lần đầu. Thì con này á, thay nhớt của nó sẽ là 1.1 lít. 1.1 lít có nghĩa là bình 1 lít với lại đổ thêm 1 xị á. Nếu như anh em lười biếng, anh em có thể tận dụng lại xị nhớt cũ vẫn được, không sao nha anh em. Còn anh em đổ đúng 1.1 lít vẫn ok. Thì con xe này bảo trì bảo dưỡng nó không có gì khó hết trơn á. Hiện tại là nó ken rồi. Odo nó hiện tại là 6k. 6.3. Thì tới 15.000. 15.000 khi mà anh đi á, anh gì? Anh Nguyên á. Anh Việt Nguyên. Đó, anh là em trai của anh nè. À. Là em trai của anh Việt Nguyên. Đó, thì hiện tại là 6.000. Khi anh đi đúng 15.000 thì anh mới thay nước mát. Thì bây giờ hiện tại con xe này á, thì mình mua mới về thì mình nên thay nhớt đi. Chơi xe nó mới để mình biết, để mình canh cái đợt sau. Ví dụ đợt này là 6.3 thì mình đi 6.5 đi cho chẳng, xong rồi mình thay cái đợt nhớt mới là tới 8.5 thì mình thay nhớt lại, tùy cái nhớt mà ảnh xài. Ví dụ anh mà không biết á thì anh cứ nhắn tin em, xài nhớt gì em sẽ tư vấn và em biết cái nhớt đó đi được bao nhiêu ngàn, cái cách chạy của ảnh như thế nào, là mình sẽ thay sớm thay trễ thì xe mình sẽ bền hơn. Còn sơn thì hiện tại là mình đã xịt dưỡng sơn cho ảnh, với lại sơn này nó đang đi sơn vàng, đi sơn vàng nha. Đó, lộn ấy, xém lộn, đây là sơn vàng. Sơn cũng là thuộc dạng là dòng sơn cũng là khá tốt, rất tốt, ok, nhiều anh em tin dùng. Thì sơn này mình đã xịt dưỡng sơn cho ảnh rồi, ảnh mà muốn lấy thêm dưỡng sơn với lại rửa sơn đó thì cứ inbox cho anh, inbox cho em cho ship tận nhà luôn. Rồi ok, thì cái vỏ này thì đi lâu lắm mới còn thay. Tại vì xe mới có 6.000 thôi. Thường một cái vỏ là tới 25.000, 25-30.000, tùy mình đi cái đường nào nữa. Nó sẽ hao mòn, tùy cách chạy. Thì đó, xăng thì tiết kiệm xăng. Chìa khóa thì em đã giao hai chị đầy đủ. Và ảnh em của anh là tặng cho một cái tặng cho anh đó, anh ở xa tặng cho một cái nón bảo hiểm đội cho ngầu. Đội vô là đẹp trai liền. Tại biết sao đẹp trai không? Tại vì đâu có thấy mặt đâu. Rồi đó, nó nói hiểm à. Rồi bây giờ không có gì, giờ đâu còn gì nữa đâu, chỉ như đó thôi. Đi thì nhớ bật kính ra đó, cho công an khỏi hỏi ha. Nhưng mà xe này xe Vinh công an không hỏi đâu. Còn ở trong nhà thì mình để cho gọn lại. Thì anh có gì thắc mắc hỏi không? Mình ốp vậy rồi công an nó thấy Không, cái này bình thường thôi. Cái này chỉ là cái phụ tùng ốp thêm thôi, giống như là mấy miếng dán bình xăng. Công an không bao giờ bắt mấy cái loại này, không có ai bắt mấy cái loại này. Xe hiện tại đang là xe Vinh dead luôn, Vinh hết luôn á, là không có ai. Chỉ có mình ốp mấy cái này bảo vệ thôi. Mình ốp cái này bảo vệ bình xăng mà, chứ đâu phải là mình lên đồ chơi này nọ kia khác đâu. Mình lên những cái thứ để bảo vệ xe, công an đâu bắt. Công an đâu thể quy vào cái đó được. Đó rồi, thì cái này khi mà anh đi xe á, anh cảm thấy cái tay lái nó không còn mượt như trước nữa. Đa số những dòng mô tô nó ưu bị, có nghĩa là khi anh đi trời mưa nước nó vô đây, cái chén cổ bị sét. Thì mình tháo ra, mình vệ sinh, mình ra tiệm á cho người ta vệ sinh, ở đâu cũng vệ sinh được, những chỗ sửa xe á. Đó, đi bây giờ hiện tại đang rất là ngọt, nó không bị khựng, không bị gì hết. Đó, thì tháo vệ sinh. Nếu như mà anh để cho nó khựng, anh đi miết á thì mình thay chén cổ, nó sẽ hư chén cổ. Mới đầu thì nó chỉ sét thôi, nó chỉ sơ sơ thôi, mà anh để lâu quá thì nó bị hư chén cổ. Đó. Nó đi có bị xì dầu không? Không anh. Phuộc này khó xì dầu lắm. Nói chung là dòng Honda này bền. Bền. Đó. À, cái này là em dưỡng á.
dưỡng dàn áo, dưỡng bằng dầu á, dưỡng hết full xe luôn. Tại vì mình để một chỗ mà em dưỡng để cho cái hơi nó khỏi hư sơn được á. Mình kỹ thôi, cái đó là mỗi người kỹ. Về ra là bắn về luôn ha. Ừ, ra là bắn về. Xăng còn không? Nghiêng lên đây thì xăng nó mới biết nè. Xăng còn có một cục à. Về ở bên đây có cây xăng nè, đó. ABS rất là an toàn, hai chì đầy đủ, cà vạt rồi em giao đủ hết. Hiện trạng là đó, hiện trạng nó con xe như vậy. Rồi anh có gì thắc mắc không? Thắc mắc luôn, hỏi em luôn để có gì về nói ảnh cho dễ. Giờ cũng chưa nghĩ ra gì thì để nói gì. Có gì hỏi đó, những gì ấy là em hướng dẫn hết trên đây rồi đó. Thì con xe này ngồi rất là thoải mái. Ảnh mét nhiêu ta, ảnh mét nhiêu? Dư, con này một mấy 55 đi vẫn được. 55 đi cũng được, rất là thoải mái, nó không có mỏi lưng. Ảnh mua con su thì nó hơi chồm á, con su thì nó rất là chồm, nó chồm như nè, nó su chồm nè. Con này thì nó đứng tuổi cho 30 chạy cũng được, 35 chạy cũng được. Tại ghi đông nó cao với lại nó đầm á. Cái dòng Honda này nó sản xuất xe thì nó hiền hiền. Nó không có chơi chơi, ví dụ như ảnh nói là ảnh thích Suzuki thì cái dòng su thì nó quậy xíu, nó nghiêng về quậy xíu. Còn thằng Yamaha thì nó thời trang, nhìn nó thời trang, nó thể thao xíu. Còn cái dòng này là nó đầm tính, bền. Mấy cái này bền lắm, mấy Honda. Mà Honda này là Honda nhập nữa chứ. Bền luôn. Nó là đẹp rồi. Không còn gì để nói nữa về con xe này. Thì chỉ chạy về thôi, dặn ảnh. Quên, anh xem clip này cái điều quan trọng. Tại vì ảnh không có lên đây được thì gửi cho em chứng minh nhân dân, hộ khẩu, cà vạt với lại cái biển số này gửi lên đây. Cà vạt với chứng minh gốc photo thôi, photo. Chứng minh photo, hộ khẩu photo. Gửi càng sớm để em tranh thủ ở đây em nộp cho bên kia để nó rút gốc cho mình. Rút gốc thì tầm 14 đến 20 ngày tùy, có thể sớm hơn. Đó. Rồi, vậy xong, nhớ dặn ảnh mấy cái đó không đâu, thôi anh quên. Để cho anh coi, chắc anh coi anh cũng biết. Anh biết đó. Thời buổi công nghệ rất là tiên tiến ha. Ở xa chỉ cần nói vô cái clip rồi lên clip coi là biết hết xe mình sao, khỏi cần phải đi tới xem, quá sướng. Rồi bây giờ em chạy xuống xe xuống cho anh ha. Rồi vậy thôi. Rồi cảm ơn nhiều. Cảm ơn em nha. Rồi mình kết thúc clip ở đây luôn.